Hello các bạn, Zen đang ở đầu đường Yesin. Đây, địa chỉ đây. Đó, phường 10, Đà Lạt. Thì cái quán đó là số 4, đường Yesin ha. Đầu đường thì các bạn chạy lên dốc nè. Các bạn đừng có chạy lên dốc mà quẹo vô đây. Đó, cái quán nó nằm ở trong đây. Thật là vi diệu. Nói chung là có rất là nhiều cái tên ha. Cháo lòng bà mén nè, rồi lẩu bò bê thui 68. Đấy. Đây là cái chỗ ăn sáng mà Hòa chủ homestay dẫn tụi mình đi. Hy vọng là thổ địa này vẫn đúng chỗ. Ngày qua nay đi ăn sáng không đâu ra đâu hết. Nói tới thổ địa thì Zen lại nhớ đến em Quốc Anh, cái chuyến ở Quy Nhơn rất là tuyệt vời, amazing. Vào quán thôi, chúng ta có gì nè. Sao gì vậy? Sao mặt buồn vậy? À, bộ mì ngược sáng rồi. Này ngồi, anh ngồi đúng chỗ nè. À, cái menu bên trên kia kìa đúng không? Menu trên kia. Đây là menu buổi sáng, còn bên kia là menu buổi chiều. Hai loại nước mắm này khác nhau sao? Này chấm lòng, này chấm bánh hỏi, nước mắm thì nước mắm ngọt, nước mắm thì nước mắm mặn. Đúng rồi. Dạ. Có má, còn một dĩa lòng luộc ngự. Một tô cháo. Ồ, ngày hôm qua bu mì mới cho ăn một đống, gọi là một đống lòng. Ngán thấy mẹ luôn rồi. Nó lòng khác. Ừ hả? Ờ. Cả lòng này lòng luộc. Khách sạn ở đó hồi trước mà. Sao quán chu sao? Đang nói về cái quán chu mà hôm bữa đi ăn hụt nè. Tao nói lại coi. Hôm bữa là hôm nào anh? Hôm bữa em chỉ anh đó. Hôm bữa là anh ăn quán chu rồi cái sang hay là quán chu bên. Tức là hôm bữa anh với bu mì đi ăn quán chu, nhưng mà tới thì cái chỗ đó nó đổi chủ, nó đổi thành nướng chảo. Cái chỗ nướng chảo á là ngày trước là quán chu mà hết hợp đồng rồi, chủ cũ tăng giá, chủ mới tăng giá nên không muốn thuê nữa. Nên chủ cũ qua bên cạnh cách mấy trăm mét, 100-200 mét thôi, nó xích về cây lan sát bên cạnh cây xăng á. Thuê một căn nhà nó lại làm quán chu bên đó. Nhưng mà sao thấy đi vòng vòng không thấy? Em mới ăn mà, em mới ăn mấy hôm trước. Dạ anh sai rồi. Mà mấy giờ nó mở cửa? Đợt đó mình đi rảo hết. Đúng rồi. Chiều tối. Đúng rồi. 4-5 giờ. 4-5 giờ, đợt đó mình đi 6 giờ là phải ấy rồi chứ. Là cùng phía hay là khác phía? Cùng phía. Cùng phía không có luôn, chỉ có cái căn nhà. Có mà em mới ăn mà. Rồi có coi sạch, sạch lại. Quán nướng chu nè, số 03 Phạm Ngũ Lão nè. Đúng, con gì nè. Phạm Ngũ Lão hả? Bữa mình đi đâu phải là Phạm Ngũ Lão. Bữa mình đi là gì á? No, quán chu Phạm Ngũ Lão mà, đó giờ nó là Phạm Ngũ Lão. Rồi, sai, sai địa điểm rồi. Sai địa điểm rồi. Có cái Google Maps không nè. Ờ, nào. Cập nhật bản đồ coi nào. Không có xài. Rồi để em tìm. Em tìm trong cái Google Maps này. Phạm Ngũ Lão hôm bữa là đâu phải không Phạm Ngũ Lão. Đây nè, bây giờ chị đang qua đây đúng không? Ờ đúng rồi, Phạm Ngũ Lão đúng rồi. Thì tới cái bùng binh chợ nè. Bùng binh chợ ngay đây nha. Đi qua đây tí xíu thì có quán chu, là nó bên cạnh cái cây xăng luôn. Cái quán ăn này là quán chu nè, chu BBQ nè. À rồi thấy rồi. Đó, đâu, thấy chưa? Nướng nè. Chu cũ đâu? Nướng chu cũ đâu? Đi qua bên này là quán nướng chu cũ bên này. Đây, quán nướng chu cũ nè. Nhưng mà bây giờ trả mặt bằng rồi. Mình không có đi ngược về hướng này nên nó bên cạnh cây xăng luôn, chu BBQ restaurant chi nhánh 2 nè. Từ lúc sắp giữ sửa mặt trả mặt bằng là nó thuê bên này nó làm rồi. Đó. Anh cứ tới bên cạnh cây xăng là anh biết. Rồi hôm nào trải nghiệm lại thử. Bò nướng đá. Bò nướng đá là ngon hả? Xùi vô một cái là khói sọc lên sặc luôn. Quán nó đặc. Nghe hấp dẫn nha. Thì nó có một cái miếng đá bự. Nên nóng, nung nóng trong kia. Rồi cái mình đổ bò lên miếng đá rồi. Lên món rồi nè. À là tô cháo này hả? Mọi người múc ra ăn rồi, riêng hả? Mọi người một tô. Đây, để Zen ăn thử ha. Nếu mà nhạt vậy, thêm nước mắm. À, hôm qua có một người comment nói vậy là bỏ cái tật hử đi. Thật ra là cái thói quen thôi, mà cái thói quen này nó cũng Zen nghĩ là nó cũng không có hại ai hết á. Bạn nói nhìn thấy ghê quá thì chắc đó là do cái cảm giác của bạn thôi. Chứ Zen thấy nó cũng bình thường. Tại vì nhỏ lớn nó vậy rồi. Nhưng mà Zen sẽ cố gắng bỏ cái tật này. Nhưng mà cái thói quen thì rất là khó bỏ, các bạn hiểu không? Nó cứ là theo cái quán tính, nó cứ múc ra cái gì cơ đó. Được hử ngay. Đó. Kiểu vậy. Zen hử xong thì mang được 3 miếng lòng. Cháo bình thường. Ổn.
Giờ tới lòng. Cái gì ông Hải bưng ra các bạn thấy không? Là quên chị nhai hả? Đang nhai mà nói bị chửi nữa. Đi qua. Khổ. Dạ, hơi sợ bị chửi ha. Cái vị lòng hồi nãy đem ra các bạn thấy là khói ngút rất là nóng, nhìn rất là đã. Làm ngon nha. Nước mắm thì vừa. Nói chung là cái kiểu nên cũng thinh hết á. Jen sẽ ăn phèo thử. Thật sự á, lòng mà làm nó có ok hay không là ăn phèo là biết. Phèo rất là khó làm. Làm mà không đúng hoặc là không kỹ á, nó sẽ bị hôi. Ăn được gì sạch. Cũng còn cái vị phèo nhưng mà cái phải còn cái vị đó nó mới ok. Chứ mà sạch sạch nói chung sạch trơn luôn, không còn mùi vị nữa nên cũng rất bớt. Bốn một phần như vậy là bao nhiêu tiền ạ? Chúng ta có một cái tô là 45.000 vậy thôi nhé. Không nhớ lâu rồi. Không ạ, để ăn bánh hỏi thử. Bánh hỏi thì chấm với cái mắm này. Tuyệt vời đúng không? Không phải, bậy mát. Mặn quá. Không phải luôn. Lạnh nha. Có một cái cảm, tại vì mình hồi nãy mình mới vừa ăn cháo vô không á, cái tự nhiên mình cắn vô một cái đũa bánh hỏi nó lạnh, nó cảm giác hơi sốc nhiệt chút xíu. Nên các bạn cẩn thận. Nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý trước thì mình sẽ không có bị bàng hoàng trước cái sự lạnh này. Đó. Còn về cái chuyện mà nó ngon ok á, đúng không? Em biết tại sao mấy hôm nay anh dậy sớm là anh sốc nhiệt chút. Sao buông mày? Nãy giờ anh thấy sao? Để bên đây, góc bên đây không có trái sáng. Sao? Cháo hơi gạt đúng không? Đúng rồi, cháo nó chỉ vừa thôi. Cái này, ủa, nó có cho mình chanh không con? Không biết. Không ăn chanh nữa. Cái này chưa thấy ai cháo mà bắt chanh nữa luôn. Trời đất ơi. Ở trong này là ăn chanh không ạ? Phải nặng chanh nó chua chua. Đúng rồi. Ủa, thế chính là này cũng ăn vậy? Mày biết đâu. Thì mỗi dùng cái kiểu ăn khác nhau mà. Mày không thích chế nước mắm chấm lòng á? Chế nước mắm chấm lòng hả? Ủa sao vậy? Anh thấy nó ok mà. Em thích nước mắm ngọt mà. À, thích nước mắm ngọt hơn hả? Đúng rồi, cái gì mà ổng thích là tôi không thích. Đúng rồi, chính xác luôn. Còn gì nữa không? Gần không, gần tượng như mà một cái đám này mà 45.000 là rẻ. Không có 45.000 một người á. Tính đồng người mà. Tính đồng người hả? Vậy là giờ ăn cháo thêm sao? Vậy vẫn là 45.000. Có. Hình như là không tới 45.000, em quên mất rồi, lâu rồi không có ăn. À hả? Thì có bé người yêu em rủ em đi ăn thì em mới hay đi thôi. À, chủ hôm nay có người yêu rồi nha các bạn. Em không có thích ăn cái này buổi sáng. Nhưng mà thật ra cái này buổi sáng anh ấm bụng. Chủ hôm nay chỉ thích ăn người yêu vào buổi sáng thôi, không có thích ăn cái này vào buổi sáng. Yêu đâu có ở với em đâu mà ăn. Cái phiên chợ nông sản của chị Hải Coi á, là của chị Lê Hôm Nay, chị Lê khởi đầu là chị đi một vòng thế giới, chị người đất chị đi một vòng thế giới, chị học bên xử lý môi trường thì chị chọn Việt Nam làm nơi dừng chân, rồi chị chọn Đà Lạt. Lần trước là chị thấy Đà Lạt đẹp nhưng mà nó bị nhiều cái rác thải nên chị xử lý rác thải, thì chị có một cái dự án về môi trường làm về rác thải, ở đó em có giúp chị một tí, thì liên hệ với lại chú sáu cho dưới cầu đất á, cái chỗ mà dồn hết rác xuống dưới đó, dùng hết rác Đà Lạt xuống đó, thì Đà Lạt một ngày nó tới 6 tấn hay sao em nhớ rõ nữa, 6 tấn rác nhưng mà chỉ đốt được khoảng chừng 2-3 tấn thôi, còn lại thì chôn. Nên chỉ muốn là thay đổi nhận thức là phải xử lý hết. Có về cái ấu trùng ruồi đen á, cái ấu trùng đó lấy thức ăn của nhà hàng, nuôi ấu trùng đó rồi xử lý cho nó mất mùi, rồi có con vi sinh bỏ vô cái đó mất mùi cho heo ăn là nó không còn mùi hôi nữa, rồi làm phân, nói chung nhiều thứ lắm. Rồi cái gặp nhiều người, rồi cái chị mới gặp nhiều anh bạn cũng muốn cho sử dụng thực phẩm sạch, hạn chế rác thải trong môi trường, nên có cái phiên chợ của cái này. Mà mấy cái
năm chạy đó em quen không? Mấy cái năm chạy mà tham gia phiên chợ em quen. À, thực ra cái đó không phải là trang trại, nó sẽ có những người giống như em trồng rau ở nhà ấy. Thì tới một ngày nhất định, từ một tuần một lần đến đó thì nó sẽ có một cái phiên chợ, thì giống như chồng em là không có thuốc men gì hết á, thì nó thật thì mọi người kiểu như tới sẽ trao đổi với nhau, còn mình không có gì trao đổi thì mình mua. À, tức là một lát nữa Gem và Bumi sẽ đi cái chợ gọi là phiên chợ nông nông sản hữu cơ hả? Đó là những cái thực phẩm organic, nuôi nuôi tự nhiên, không có bón phân, không có chất kích thích, không có, nói chung là tự nhiên ấy. Anh sẽ tới đó anh thấy nó không có một cái bình ni lông gì hết. Khi mà anh có thể mua một cái túi vải thì nó sẽ sử dụng túi vải canh bát, hoặc là nó sẽ gói lá chuối cho anh. Bên đó thì nó cũng sẽ có một vài công ty nó sẽ có để sản phẩm của họ đó. Vậy hỏi tránh hơi mắt gì luôn à? Em nói trước. Ê, vậy cái vụ mà của mình muốn quay chắc hỏi Hòa được á. Quay chưa? Hòa biết cái dạng clip của Lý Tư Thất không? Thôi nó không phải dần YouTube không biết. Đại loại là muốn quay những cái cảnh về mấy cái món ăn á, nhưng mà quay theo cái kiểu là nhà mà nó mang hơi hướng decor là nhìn nó quê quê tí á. Quê theo kiểu đúng quê, hiểu không? Quê, vùng quê. Vùng quê, Đà Lạt không có vùng quê. Anh chỉ có đi căn nhà nó cũng kiểu căn nhà gỗ vintage thì có. Nhưng mà nó không phải là quán. Thường nó không chỉ... anh không tìm quán, anh không tìm nhà hàng, mà anh tìm một nhà dân để anh xin vào đó anh quay bún mì nấu một món ăn vậy thôi. Ví dụ anh đối diện cái nhà mình có căn nhà gỗ đó không? Nhà cái ý tưởng của chị là khi mà chị đến một cái vùng kiểu mà nó nở một chút đúng không, với lại mình ví dụ mình sử dụng những cái ví dụ như là em chị nói em là chị tính là quay bánh tráng nướng, khoai nướng, bắp nướng chẳng hạn, thì chị muốn quay từ cái cảnh mà chị đi hái bắp, chị đi đào khoai rồi xong rồi chị lần đốt lò đó. Thì đó là cái mà chị đem tiền để chị làm á, không có đâu. Chị mới muốn tham quan mấy cái vườn mà sắp tới nè, thì để coi mình có tận dụng được cái gì không. Nếu mà trồng khoai á, thì chỉ có giúp tình lung thôi. Nhưng mà mùa này em không biết có khoai không, tại khoai nó hoạt mùa khô. Vậy chứ giờ sẽ ăn khoai bằng cách nào? À, khoai chị cứ mua rồi chị để đó để được lâu mà. À là giờ là khoai dự trữ không? Còn bắp thì mùa mưa này có nè, dưới chân đèo Brent nó trồng nhiều. Tối hôm qua có gặp Hòa và Gen có đề nghị Hòa là thôi nếu mà anh có gì với em không mà anh ngồi sẽ nhận. Nói chung là gặp Hòa và nói là Gen xin một cái deal, tức là bạn nào mà đến cái homestay của Hòa ở, nói với Hòa là bạn anh Gen, bác là bạn Gen sẽ được giảm 5%. Và được Hòa cho biết là ở đây Hòa có rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá cho các bạn. Thôi Hòa cập nhật đi cho nó chính xác nha. Homestay của mình là book homestay nên mang sách thì được giảm 5%. Mang sách dạ. Là có cho không? Cho em đúng không? À mang sách cho Hòa là được giảm 5%. Đúng rồi, mang sách cho homestay chứ. Ok. Check in được giảm 5%. Nếu mà làm clip review giống anh Gen á thì cái lần tiếp theo lên đây thì sẽ miễn phí một đêm. Vậy là cũng nhiều á. Nói chung là các bạn sẽ được cộng thêm 5% của bạn anh Gen nữa. Bán là bạn anh Gen nữa thì là 15% rồi. Vậy nha. Nếu mà được thì cứ lên ở với Hòa. Hòa dễ thương, dễ dãi lắm luôn. Dễ dãi nhưng mà không dễ dùng. Nói chung là tổng bill là 115 cho 3 người thì là nhiêu? 45, 35 hả? Alo ạ. Là 35 ngàn một người, tính ra đồng người. Mình ở ngoài. Đấy. Mình có nói bên hàng không? 35 ngàn ổn. Ăn cũng nhiều thật thà, chứ không phải như ngày hôm qua em kia đi ăn phở tô 35 ngàn nó chút xíu. Mà dở nữa. Bánh hỏi. Nhưng mà ăn coi chừng nha, lạnh. Ăn vô cái kiểu ăn cháo rồi ăn vô lạnh miệng. Ok. Bạn đã đến đây chưa? Nếu đến đây rồi hả? Comment cho em biết cái ý kiến của mình nha. Bây giờ chắc thì Gen và Bumi sẽ đi chợ và Gen sẽ quay lại những cái công đoạn nấu ăn hàng thường ngày của Bumi ở nhà như thế nào. Đấy.
Trời, quay không biết hả, chủ hôm tay coi hả, coi qua giật là cái nồi cơm điện không? Dạ có nhiều nồi cơm điện lắm. Không, cái vấn đề là sử dụng nồi cơm điện không phải là nấu cơm không, mà nấu canh, nấu xào rỗng luôn. Nghe hoang mang. Nghe hoang mang. Má không sao đó, nhiều nồi cơm điện lắm. Tại hồi trước em có mở cái hôm tay ngồi phố nữa. À thì để cho khách nấu cơm luôn. Có bếp, nó cũng giống như nhà, có bếp riêng, có bếp, có nồi cơm. Có hôm bữa nhà cái nồi cơm gần hư, mua cái nồi cơm mới nữa là có ba nồi cơm. À, cứ hư thì mắc đèn lấy thôi. Ok rồi vậy đi. Thầy giá tôi trả rồi nó mới hư.